giữa đêm dài tối đen, hãy nhóm lên, hãy nhóm lên đốm lửa niềm tin giữa cuộc đời tối đen, hãy thắp lên, hãy thắp lên lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền lệ cứu mong đám con khắp mọi miền. Thầm tiên con người toàn diện, đức trí thế dung niềm tin, thành công dân tố xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc vươn khắp hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất xuân lộc. Trường yêu thương ấp ủ bao năm trường, rồi mai tung cánh trên khắp nẻo đường. Tim con luôn nhớ về trường hòa bình mến thương. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền mẹ cứ mang đám con khắp mọi. Lộc vươn thơm hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất xuân lộc hồng sinh, quý thầy cô giáo và đặc biệt là các sinh viên học sinh trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc hân hoan chào đón sự hiện diện của đức tổng giám mục Barek Zalewski, đại diện và thánh tòa Việt Nam cùng quý đức giám mục giáo phận Xuân Lộc trong tình thương mến và tình yêu thương của người mục tử đã hiện diện với nhà trường chúng con để thăm viếng và chúc lành cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con hân hoan chào đón. Chụp hình chung với đức tổng. Ra trước Quang ơi, chụp vô. Xin mời các bạn chúng ta đứng và hướng về phía cuối của trường. Chúng ta trong tâm thế như thầy đã nói lúc ban đầu, hôm nay không chỉ là chúng ta đón một vị khách đơn thuần mà chúng ta đón vị cha chung của chúng ta, đức tổng giám mục đại diện cho đức giáo hoàng, rồi quý đức giám mục giáo phận của chúng ta, những người luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta, để rồi hôm nay các ngài hiện diện là dấu chỉ tình yêu thương của các vị chủ chăn đối với con cái là các sinh viên tại trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Các ngài luôn quan tâm đến tôi. Tôi đến, hãy nhóm lên, hãy nhóm lên đốm lửa niềm cuộc đời tôi đen, hãy thắp lên, hãy thắp lên ngọn đuốc.
tấm lòng đẹp như tấm lòng mẹ. Nhân nhìn mẹ cứ mong đã con khắp mọi miền. Hồng tiên con người con riêng, đức trí thế dung niềm tin, thành công dân tố xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc vươn ấm hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất xuân. Rồi mai tung cánh trên vương nẻo đường, tim con luôn nhớ về trường hòa bình bên thương. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc đẹp như tấm lòng mẹ. Nhân nhìn về cứ mong đã con khắp mọi miền. Hồng tiên con người con riêng, đức trí thế dục niềm tin, thành công dân vô xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc vươn ấm hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất xuân lòng học sinh. Giám mục Marek Zelensky đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Đức Giám mục Doan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Trước hết con xin trân trọng kính chào Đức Tổng Giám mục Quý Đức Cha đã đến thăm trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Chúng con rất hân hoan và xin dâng lời chào kính Đức Tổng và Quý Đức Cha. Sau đây, con xin kính trình lên Đức Tổng Giám mục và Quý Đức Cha đôi nét về trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Một, sự hình thành ngôi trường đặc biệt này khởi đi từ công cuộc bác ái xã hội Caritas của toàn giáo phận. Năm 2004, Ban Bác Ái Xã hội Caritas đã lập đề án xin thành lập trường. Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chấp thuận và đề bạt lên chính quyền tỉnh và trung ương. Năm 2008 đã được chấp thuận cho thành lập trường trung cấp nghề Hòa Bình. Tháng 10 năm 2012, khai giảng năm học đầu tiên với 326 học sinh với 6 nghề là công nghệ thông tin, kế toán doanh nghiệp, mộc trang trí nội thất, điện công nghiệp, may công nghiệp, du lịch. Từ năm 2014 đến 2018, mỗi năm đều có thêm học sinh và thêm lớp nghề, đồng thời giảng dạy thêm các lớp văn hóa cấp 3 trung học phổ thông. Số học sinh đã ra trường trong năm khóa
của hệ trung cấp liên tiếp là 2.133 em, gồm 89,7% là người Công giáo, 10,3% là các tôn giáo bạn. Trong số này đã rửa tội tại trường là 5 em, 200 em đi du học và hợp tác lao động tại Nhật Bản, số còn lại đều có công việc làm đúng mấy ngành nghề đã học, có đời sống tốt tại gia đình và địa phương, được tiếng khen trong những nơi làm việc. Hàng năm trường cấp học bổng cho gần 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 2. Nâng lên trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Tháng 3 năm 2016, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chấp thuận đề án nâng cấp trường Trung cấp nghề Hòa bình lên trường Cao đẳng Hòa bình. Tháng 5 2016, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo lên chấp chánh giáo phận. Ngài vẫn tiếp tục ý định của Đức cha Đa Minh. Ngày 19 tháng 7 2017, được chính phủ chấp thuận cho phép nâng lên trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc, và Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá, là chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Hiện nay trường đang đào tạo 3 hệ: hệ trung cấp 23 lớp, hệ cao đẳng 10 lớp, hệ liên thông cao đẳng 1 lớp. Tổng số học sinh sinh viên là 3.250, gồm nội trú và ngoại trú. 3. Đội ngũ nhân viên quản lý và giảng dạy tại trường gồm 4 linh mục, 13 đại chúng sinh, 4 nữ tu dòng Đa Minh Thánh Tâm và 252 giảng viên, giáo viên, nhân viên, với 90% là người Công giáo và 10% là các tôn giáo khác. 4. Hoạt động tôn giáo tại trường. Học sinh, sinh viên nội trú mỗi ngày sáng 5:30 dâng lễ, tối 8:30 lần hạt chầu thánh thể. Những ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật, tham dự các lớp giáo lý do các cha, các tu sĩ chúng sinh dạy. 5. Đường hướng giáo dục và đào tạo của trường. Chương trình các ngành học và các môn học thực hiện đúng quy định của chính phủ thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đường hướng giáo dục theo mục đích của Caritas Công giáo, thăng tiến con người toàn diện. Trước tiên là đào tạo đạo đức làm người và đạo đức tôn giáo, trau dồi một kiến thức phù hợp với trình độ học tập để có thể sống và làm việc trong xã hội phát triển. Đối với nghề nghiệp đạt đến trình độ kỹ thuật cao trong ngành học và phát triển công nghệ sản xuất tự động hóa, số hóa. Để đạt được mục đích trên, Đức Giám mục Giáo phận qua các thời kỳ đã hết sức quan tâm đầu tư nhân lực, tài lực vào công cuộc giáo dục tại trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Nhà trường mới trải qua 7 năm hoạt động và phát triển, thời gian còn quá ngắn, chưa thể đánh giá được kết quả vững chãi của sự nghiệp giáo dục, nhưng cũng đã đón nhận được những sự công nhận đáng quý của các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội qua việc họ gửi con em đến học tại trường mỗi ngày một đông, và họ cộng tác một cách rất chân thành với nhà trường. Đối với các công ty, doanh nghiệp, các nhà sử dụng nhân lực được đào tạo trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc đều hài lòng và luôn đặt hàng nhận học sinh, sinh viên ra trường và mỗi năm mỗi gia tăng. Kính xin Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, quý Đức Giám mục Giáo phận chỉ giáo thêm cho chúng con và chúc lành cho chúng con để hoàn tất được công trình cao quý mà các đấng đã trao phó. Chúng con xin trân trọng cảm ơn.
beautiful flowers, beautiful orchids. I would like to take them with me to Singapore, but Singaporean law forbids to bring any plant into the country. So I have to offer it for Saint Joseph or Blessed Virgin Mary. Kính thưa Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa Đức cha Gioan, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa cha giám đốc, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô giáo, các em học sinh trường cao đẳng nghề Hòa Bình Xuân Lộc. Trước tiên, tôi xin được cảm ơn quý đức cha giáo phận đã nhã ý mời tôi đến thăm mục vụ giáo phận Xuân Lộc. Ngày hôm qua, tôi đã tới thăm và gặp gỡ các vị gia trưởng trong giáo phận tại giáo xứ Ninh Phát. Hôm nay, tôi được hân hạnh đến thăm quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trường cao đẳng nghề Hòa Bình giáo phận Xuân Lộc. Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc được gặp gỡ anh chị em nơi đây trong buổi sáng Chúa Nhật, ngày Đức Kitô phục sinh. Hôm nay, nhìn anh chị em thật tươi đẹp trong hội trường này. Trong cuộc thăm viếng mục vụ này, chủ đề được nhấn mạnh là lòng thương xót Chúa. Chúng ta có thể học biết được lòng thương xót Chúa qua Kinh Thánh trong Tin Mừng. Tuy nhiên, chúng ta cần áp dụng lòng thương xót Chúa vào trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta cần học cách sống của Chúa Giêsu trong mối tương quan và trong tình yêu thương qua việc trao ban lòng thương xót Chúa qua những người nghèo khó, đau khổ, tội lỗi. Chúa đã đối xử rất nhân từ với họ. Là những Kitô hữu, chúng ta cũng cần học để trở nên nhân từ, biết cách thấm nhập lòng nhân từ vào trong các mối tương quan giữa các đồng nghiệp, giữa những người thân, giữa những người bạn, nơi trường học và nơi công sở. Làm được như vậy, anh chị em đang đem lòng thương xót Chúa thấm nhập vào trong xã hội, trong văn hóa. Anh chị em sẽ trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong lòng giáo hội và cho đồng bào quê hương đất nước của anh chị em. Anh chị em sẽ góp phần làm cho giáo hội được phát triển và quê hương Việt Nam ngày một tươi đẹp hơn. But Singaporean law forbids to bring any plants. Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ. Nhân nhìn về cửa mong đám con khắp mọi miền, thầm tiên con người toàn diện, đức chi thế dung niềm tin, thành công dân tốt xưng con của Chúa. Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc vươn khắp hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất Xuân Lộc hoàn sinh. Cha thầy yêu thương dìu dắt chúng con mai trường yêu thương ấp ủ bao năm trường rồi mai tung Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân nhìn mẹ cứ mong đám con khắp mọi miền, thầm tin con người toàn diện, đức chi thế dung niềm tin, thành công dân tốt xưng con của Chúa. Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc vươn khắp hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất Xuân Lộc. Trước hết là chúng con trình bày mạng lưới Caritas của giáo phận Xuân Lộc chúng con, gồm có văn phòng Caritas giáo phận hoạt động thường trực, gồm 3 linh mục
10 nhân viên phụ trách các công tác chuyên môn. Văn phòng Caritas giáo phận điều hành tất cả mọi công tác bác ái trong toàn giáo phận, liên kết với các dòng tu, các tổ chức thiện nguyện, các cá nhân hảo tâm và mạnh thường quân để thực hiện những công tác giúp đỡ cho người nghèo, người khuyết tật. Các công tác ấy là khuyến học cho các trẻ em, chăm sóc cho người bệnh, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, bảo vệ sự sống, xây dựng căn nhà tình thương, nhà bác ái, bảo vệ môi sinh môi trường theo tông huấn Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Các việc từ thiện, xây dựng xóa đói giảm nghèo, công tác phát triển cộng đồng, cứu trợ thiên tai. Thứ hai, văn phòng Caritas các giáo hạt và giáo xứ. Giáo phận Xuân Lộc chúng con có 12 giáo hạt, 287 giáo xứ. Mỗi giáo hạt đều có văn phòng Caritas do một linh mục phụ trách cùng với những người chuyên môn. Và mỗi giáo xứ có ban bác ái xã hội Caritas. Tất cả đều cùng liên kết với nhau với văn phòng Caritas giáo phận để thực hiện công tác Caritas. Số người tham gia công tác thường xuyên trong toàn giáo phận là 10.000 người. Ngoài ra còn có nhiều anh chị em thiện nguyện, kể cả những người ngoài tôn giáo bạn. Thứ hai, những hoạt động của Caritas giáo phận. Các hoạt động Caritas giáo phận được chia làm hai khối: khối phục vụ bệnh nhân và khối công tác xã hội từ thiện. Khối phục vụ bệnh nhân, mỗi giáo xứ trong toàn giáo phận đều có một ban gia đình chăm sóc bệnh nhân, được đào tạo chuyên môn về công tác mục vụ bệnh nhân, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân, chuyên môn về y tế. Những anh chị em này giúp đỡ việc mục vụ bệnh nhân cho các cha xứ, giúp chăm sóc nuôi dưỡng các bệnh nhân yếu đau tại các tư gia và bệnh viện, nhất là những người neo đơn. Tinh thần của anh chị em này rất cao, gần như họ làm việc 24/24 khi có nhu cầu và không hề nhận thù lao. Thứ hai, khối công tác xã hội và từ thiện. Những anh chị em này được đào tạo chuyên môn về công tác xã hội và các kỹ năng cứu trợ, xây dựng cộng đồng. Họ chỉ làm việc khi có nhu cầu. Hay là những sự kiện xảy ra tại cộng đồng, tại giáo xứ, giáo hạt hoặc những nơi xa do sự điều động của văn phòng Caritas giáo phận, và kể cả những anh em và những vùng ngoại giáo, tất cả đều không nhận thù lao. Thứ ba, quản lý và điều hành các cơ sở bác ái xã hội. Trong giáo phận Xuân Lộc có rất nhiều cơ sở bác ái như phòng khám chữa bệnh, nhà nuôi người già neo đơn, nuôi trẻ em mồ côi, dạy trẻ khuyết tật, chăm lo cho những người yếu thế, những cơ nhỡ, các cơ sở cứu chữa các anh chị em nhiễm HIV và những cơ sở của các dòng tu nam nữ, các nhóm thiện nguyện hay cả những cá nhân tự phát. Riêng văn phòng Caritas giáo phận điều hành 4 cơ sở sau đây: cơ sở bảo trợ xã hội Cô Nhi Thiên Bình có diện tích 5 hectare, đang chăm sóc 182 em cô nhi và khuyết tật và 32 cụ già neo đơn. Cơ sở bảo trợ người già Hòa Xuân đang chăm sóc 20 cụ ông bà neo đơn không nơi nương tựa. Cơ sở phòng khám bệnh nhân đạo Xuân Hòa khám chữa bệnh cho người nghèo hàng tuần, và còn có những chuyến đi khám chữa bệnh ở vùng xa, vùng sâu. Và thứ bốn là trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc mà Đức Tổng và các đức cha vừa thăm viếng. Thứ bốn, thành quả bác ái xã hội Caritas giáo phận trong 15 năm từ khi được thành lập 2002 đến 2017. Trong 15 năm, toàn thể giáo phận gom góp thực hiện công tác xã hội trong cộng đồng không phân biệt lương giáo. Nếu được tính bằng tiền đồng Việt Nam thì đã lên tới 1.220 tỷ đồng Việt Nam. Thứ hai, thành quả lớn nhất của công tác bác ái xã hội Caritas là sự hiệp nhất toàn thể giáo phận dưới sự dạy dỗ của các đức giám mục giáo phận.
mỗi thành phần trong giáo phận có những chương, mỗi năm giáo phận có những chương trình mục vụ. Caritas cũng là một thành viên trong bao nhiêu công tác khác của giáo phận, luôn vâng phục các đức giám mục của mình và thực thi trọn vẹn những chức năng được trao phó. Trong khi thực hiện công tác được trao, Caritas luôn liên kết gắn bó với các dòng tu nam nữ, với các ban mục vụ khác để liên đới, để chia sẻ và thực hiện tốt mọi công việc của mình, làm nên kết quả chung của chương trình mục vụ giáo phận mỗi năm. Đó là điều đáng ghi nhớ nhất. Kính xin Đức Tổng và hai Đức Cha khích lệ cho các anh chị em hiện diện nơi đây và vắng mặt, để lửa yêu mến Chúa và lửa yêu anh em đau khổ của những anh chị em Caritas chúng con được đốt thêm và làm cho danh Chúa được cả sáng nơi những con người khổ đau. Chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng và hai Đức Cha. Brothers and sisters, I said that divine mercy is the unconditional love of God seen from the point of view of the sinner. It is the fidelity of the love of God towards us. This is the good news that Jesus Christ brought to us. We can find this good news on the pages of the gospel. Ngày hôm qua tôi đã nói rằng lòng thương xót Chúa là tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, được nhìn từ nhãn giới của những người tội lỗi. Đó là tình thương trung thành của Thiên Chúa. Đây là tin mừng Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. This mercy of God was manifested already in the incarnation of the eternal Word, when Jesus Christ was born, then confirmed and manifested again in His suffering on the cross and the resurrection. All this for us sinners. Tình thương của Thiên Chúa qua lòng thương xót của Ngài là điều mà Ngài đã mang đến cho trần gian qua việc chết và sống lại, và cũng là cách thức Ngài tỏ tình yêu thương cho những người đau ốm bệnh tật. Then in the history of the church, as you know, many saints reminded us about the mercy of God, that we need to be saved, we need the mercy of God. The French sister Margaret Mary and her revelation of Jesus, when Jesus told her to be devoted to the Sacred Heart of Jesus. Then Sister Faustina, Jesus, I trust in you, I trust in your mercy. Behind me I see the image, is very popular devotion today, particularly in Vietnam. All this is to remind us continuously that we need the mercy of God to be happy here on the earth, to be forgiven, and we need the mercy of God to be saved. Trong lịch sử giáo hội có nhiều vị thánh được Chúa dùng để nhắc cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Mary Anne ở Pháp, Thánh Faustina là những vị đã được Chúa dùng để cho chúng ta biết chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa. Như trên đường đi tôi rất hay nhìn thấy hình ảnh của lòng thương xót Chúa với câu. One of the most important works of mercy we can do is to visit the sick, to take care of them. As we are living in a time where there is a movement to or mentality to apply euthanasy in our society, we have to underline even more strongly our respect for the old people, sick people, the palliative care people who needs the special assistance, just to express our love, our respect for human being. Một trong những việc làm thể hiện lòng thương xót quan trọng nhất chúng ta có thể thực hiện đó là thăm viếng những người đau ốm bệnh tật. Chúng ta đang sống trong một thời đại có một phong trào đó là làm cho những người đau bệnh nặng có
có thể tìm tới cái chết một cách êm dịu. Chúng ta được nhắc có bổn phận phải chăm sóc những người đau ốm, bệnh tật. Đó là cách để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho họ. Practically, as Catholics, as people of faith, as disciples of Jesus Christ, we can witness to God's love and show people who are sick that we love them too. Always, our faith must be expressed in concrete actions. Because we, if we only talk about love of God, about respect for the others, and we do nothing, we don't accomplish fully our mission. We are not yet real disciples of Christ. We have to be able to translate what we believe in concrete actions. And in this case, we have to be able to take care of those who are vulnerable, who need our help, but also need that we love them. Because as you know, to be sick is not easy for anyone. Very often people get discouraged, they lose the faith because they think that nobody loves them, nobody cares of them. So we are here for this reason, to show to them that somebody loves them, that they are children of God as well. Là những Kitô hữu, chúng ta phải thể hiện tình yêu thương Thiên Chúa cho anh chị em mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những việc làm cụ thể để diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa cho những người đau ốm, bệnh tật, những người xấu số. Chúng ta cần phải thực hành đức bác ái, trợ giúp họ, không phải chỉ bằng những việc làm, như còn bằng cách thể hiện tình yêu thương. Họ cần đến tình yêu thương của chúng ta nữa. We know the teaching of the Holy Mother Church in this regard. There are many documents of popes, of magisterium of the Church, but one of them is the encyclical letter of Saint John Paul II, entitled Evangelium Vitae. Có nhiều thông điệp của giáo hội nói tới lòng thương xót và tình yêu thương. Nhưng một trong những thông điệp đó, đó là thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống. As you know, John Paul II, the Polish Pope, is not popular only in Poland, in Europe or United States, but also very respected and known, very well known in Vietnam. Maybe because of our similar history of, as political society. But he contributed also not only for the spreading of the faith, enthusiasm of Catholics, but also contributed to make a society more just, more equal, more beautiful. Đức Giáo Hoàng John Paul II thì không chỉ được biết đến nhiều ở Âu Mỹ, nhưng còn ở những miền khác nữa, như ở Việt Nam chúng ta. Đất nước của Ngài cũng như đất nước chúng ta có những cái điều kiện xã hội và chính trị giống nhau. Và chúng ta được mời gọi để lắng nghe lời giáo huấn của Ngài. So, but let's go back now to his encyclical Evangelium Vitae. John Paul II explains in this document that the sick people need to know people care about them. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng những người đau ốm bệnh tật cần biết rằng có nhiều người, có chúng ta quan tâm đến họ. So I quote now, he says, the request which arises from the human heart in the supreme confrontation with suffering and death, especially when faced with the temptation to give up in utter desperation, this request is above all a request for companionship, sympathy and support in the time of trial. It is a plea for help to keep
on hoping when all human hopes fail. It is our role as Catholics to encourage people who are sick or dying and give them hope. Để những đòi hỏi phát xuất từ trái tim con người trong cuộc đối mặt gay gắt với đau khổ và sự chết, cách đặc biệt khi chạm trán với cơn cám dỗ buông xuôi trong nỗi tuyệt vọng, trên hết là một nhu cầu về tính đồng đội, mối thông cảm và nâng đỡ trong thời gian chịu thử thách. Đó chính là lời van nài xin giúp đỡ để giữ vững niềm hy vọng khi tất cả những trông chờ nơi con người đều không còn nữa. Vai trò của những người công giáo chúng ta chính là khích lệ những người đau bệnh hoặc đang hấp hối và giúp cho họ thêm niềm hy vọng cậy trông. Unfortunately, today some people are uncomfortable visiting the sick, and many even avoid visiting their relatives. Perhaps they are afraid of contracting an illness in a hospital or nursing home, or are upset by seeing someone who is suffering, or don't want to be reminded of their own mortality. Could be different reasons why the people avoid to touch this reality. Other people may become busy with work or taking care of their family and think they have no time. Consequently, many sick people are left alone. Thật đáng tiếc, một số người không thích thăm viếng người đau bệnh và có thể còn né tránh việc đi thăm những người thân của họ. Có lẽ họ sợ bị nhiễm bệnh khi ở trong nhà thương, hoặc việc chăm sóc khi ở nhà, hoặc khó chịu vì phải nhìn thấy ai đó đang đau đớn, hoặc không muốn nghĩ đến tính hay chết của chính mình. Còn những người khác có thể bận rộn làm việc hoặc chăm lo cho gia đình riêng của mình và nghĩ rằng họ không có thời gian. Hậu quả là có nhiều người bệnh bị bỏ rơi. Visiting the sick, one of the corporal works of mercy, as we have said, can also involve some of the spiritual works of mercy. You may have to counsel a person who is doubtful, instruct a person who is ignorant of God's love or the value of suffering, or you can comfort a person who is sorrowful. You will pray for the people you visit while they are living and after they die. Indeed, prayer is the greatest way you will help them. Thăm viếng người đau bệnh là một trong những mối thương xác, cũng có thể bao gồm một số mối thương hồn. Anh chị em có thể phải an ủi một người đang hoài nghi, hướng dẫn một người không biết gì về tình yêu Thiên Chúa hoặc giá trị của đau khổ, hoặc an ủi một người đang buồn sầu. Anh chị em sẽ cầu nguyện cho những người mình đang thăm viếng trong khi họ đang còn sống và ngay cả khi họ đã qua đời. Thật vậy, cầu nguyện là phương thức tốt nhất để giúp đỡ họ. As you know, there are many opportunities to help the people or to visit the sick. It all depends of our goodwill, of our conviction, basically on our faith. Because if we believe what is written in the gospel, if we believe in the words of Jesus, we cannot do otherwise. We are pushed to help, to take care of others, especially the sick people, the vulnerable people, the orphans or the poor. Có nhiều cái phương, nhiều dịp để đi thăm người đau bệnh, và việc đi thăm người đau bệnh là cách thể hiện niềm tin của chúng ta. Và khi chúng ta thực hiện việc bác ái này, chúng ta cũng chuyển tải niềm tin của chúng ta đến cho những người khác nữa. Chúng ta có thể chăm sóc cho những người đau ốm, những trẻ mồ côi.
So, dear brothers and sisters, we have to learn how to visit our with joy, with enthusiasm, how to visit our relatives, friends, and neighbors with health problems. We have to learn and do the volunteer, the volunteers for pastoral care ministry in our parish or diocese, or volunteer as a hospital, in a hospital or nursing home. People with dementia, for example, are among the most forgotten of the sick. They still need visitors and often respond to the people's kindness. Parishes and dioceses often provide some pastoral care training in this regard. It is also helpful to receive training in communicating with people with dementia. Có nhiều dịp chúng ta có thể đi thăm những người thân của chúng ta, những bạn bè và những người láng giềng của mình đang gặp khó khăn về mặt sức khỏe, tình nguyện tham gia các công tác chăm sóc mục vụ trong giáo xứ hay trong giáo phận, hoặc làm tình nguyện viên ở nhà thương hoặc ở nhà dưỡng lão. Những người mắc chứng lú lẫn thường là những người bị bệnh, là những người bệnh bị bỏ rơi nhiều nhất. Họ cần được thăm hỏi và họ có thể nhận thức được thái độ tử tế và tình thương của người khác đối với họ. Các giáo xứ, các giáo phận thường tổ chức những khóa huấn luyện chăm sóc mục vụ. If we know people who are sick and who live a long distance from us, we can still show we care of them by, for example, writing the cards or sending the letters or emails or calling to talk with them. Today, there are many means of new technology that permit us to show our love for the other. It is important not to make people feel you are doing them a favor to do this. They have to understand that this is sincere intention coming from our heart. Their spending time with us should be seen as a gift. We should ask if it is a good time for a visit and how long they would like us to stay. It's the question of sensibility. We should let people who are sick know they are needed by their prayers and by their offering up their suffering to God, they are helping others. Nếu chúng ta biết có những người đau ốm bệnh tật ở cách xa chúng ta vẫn có thể bày tỏ mối quan tâm bằng cách viết thiệp hoặc là thư, và hay là ngay cả gửi email hoặc gọi điện thoại nói chuyện. Ngày hôm nay các phương tiện thông tin, những kỹ thuật truyền thông rất là hữu dụng cho chúng ta thực hiện việc này. Thực quan trọng là đừng để cho người ta cảm thấy rằng anh chị em đang làm phúc cho họ khi đến thăm họ. Việc họ dành thời gian cho chúng ta nên được nhận biết như là một quà tặng. Chúng ta nên hỏi trước xem khi nào là lúc thuận tiện để thăm họ, và chúng ta có thể ở lại với họ bao lâu. Chúng ta nên cho người đau bệnh biết là người khác cần đến họ bằng lời cầu nguyện của họ và bằng việc dâng những đau khổ của họ lên Thiên Chúa. Họ đang giúp đỡ được tha nhân. Remember always one basic rule. I cannot, because of time also, I cannot touch all the aspects of your service to the poor or of our moral obligations. But one thing is important. Never show that you take care of sick because it's your job. We are not functionaries. We are not servants paid for this job. We have to convince, to show the sick people that we need them in our society. Because it's the worst thing could happen when we are old or sick is to have this sensation that we are useless.
This is the main and maybe the most difficult task for those who take care of the vulnerable people. We have to express, we have to show our friends, our old members of our families that we still need them, not only for their prayers, but we need them because of experience, because they are our brothers and sisters. So by spending time with patients, with sick people, it shows that their lives are valuable. They are still big value for us, for our society, for the church. Thank you for your attention. Vì giới hạn của thời gian, tôi không thể đề cập đến được tất cả những khía cạnh của một công tác rất tế nhị, đó là việc chăm sóc những người đau ốm bệnh tật. Nhưng một điều quan trọng tôi xin mọi người lưu ý, đó là khi chúng ta làm công tác chăm sóc cho những anh chị em đau ốm bệnh tật của chúng ta, chúng ta không chăm sóc họ như là một cái cách để làm phúc bố thí, nhưng mà là một phương thế để thể hiện tình yêu thương, và quan trọng hơn nữa là cho họ thấy họ vẫn là những người có giá trị và họ được cần tới trong cuộc sống hôm nay, trong xã hội, trong gia đình. Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã chú ý đến những chia sẻ. Chúng ta vỗ tràng vỗ tay thật to. Chúng con cảm ơn Đức Tổng về những lời chia sẻ vừa qua. Chúng con xin ghi nhận để đem vào thực hành mà phục vụ những bệnh nhân của chúng con. Vâng, bây giờ chúng con xin Đức Tổng và hai Đức Cha ban quà cho các anh chị em khuyết tật và bệnh nhân đang ngồi đây. Họ đang mong chính tình bàn tay của Đức Tổng đặt lên họ. Very soon we will celebrate the Eucharist. Very important culminant moment of our meeting. Since we are talking about the mercy of God, remember also that each time we celebrate the Eucharist, we should accept this, we should understand that is an act of mercy of God, because we repeat the sacrifice of Jesus Christ on the cross for us. Each time we celebrate the Eucharist, the Holy Mass, we recognize Jesus in the breaking of bread. It's very important for us Catholics, participants of the Holy Mass, to remember this, that mercy of God is also manifested in the Eucharistic celebration. Sắp tới đây chúng ta sẽ cử hành thánh lễ, cử hành thánh thể. Và khi cử hành thánh lễ, chúng ta nhớ tới ý nghĩa hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá và những đau khổ của con người là cách để thông hiệp vào hy tế thánh thể, hy tế thánh lễ của Chúa. Cho nên là những người Kitô giáo hiểu, những người Công giáo, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta nhớ tới việc này, đó là chúng ta có thể dâng cho Chúa những đau khổ của chúng ta. Vâng, chúng con xin Đức Tổng ban quà. Mời anh chị em cả đoàn có thể đứng lên hát bài Kinh Hòa Bình. Thank you.
Chúng ta chuẩn bị bước vào đỉnh cao của buổi gặp gỡ hôm nay là thánh lễ. Đức Tổng Giám Mục cùng quý Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ dâng thánh lễ cùng với chúng ta để cầu nguyện cho anh chị em bệnh nhân trong toàn giáo phận, và đồng thời cũng cầu nguyện cho công cuộc bác ái trong toàn giáo phận của chúng ta luôn thể hiện dấu chỉ lòng thương xót của Chúa và luôn thể hiện tình thương của Chúa với tất cả mọi người. Để chuẩn bị cho thánh lễ, giờ đây xin được mời quý vị cầm thánh giá nến cao, nhạc đoàn Micael, quý vị ban trị sự Caritas và gia đình chăm sóc bệnh nhân giáo phận, quý tu sĩ, các em lễ sinh, chúng ta chuẩn bị xếp hàng ở trước cửa nhà xứ để chuẩn bị cho thánh lễ. Chúng con kính xin quý cha sau khi gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục, mời quý cha mặc lễ phục tại nhà xứ. Chúng con xin được thông báo lại ngay giờ này, xin chúng ta vào các vị trí để chuẩn bị dâng thánh lễ, nhất là quý ông bà anh chị em ngồi ở phía ngoài nhà thờ, thì chúng ta sắp xếp và ổn định chỗ ngồi của mình cho thuận tiện. Có các dãy nhà vòm thì xin quý vị an vị ở đó để chúng ta dâng thánh lễ được sốt sắng hơn. Với tiếng hát rạo rừng niềm tin, với ánh mắt động lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Also with your spirit. Anh chị em, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn chúng ta để dâng thánh lễ. Trước tiên, chúng ta thành tâm thống hối, xin Chúa thứ tha cho chúng ta mọi tội lỗi chúng ta đã vấp phạm đến Ngài. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn lòng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đã. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện.
chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Vì có Chúa nào đấng tối cao. Cùng Đức Chúa thánh thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Tế hỏi các tông đồ rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy, thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đứng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đứng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoàn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Tán dương Ngài vì đã cứu con, không để quân thù đắc chi nhạo cười con. Từ nơi âm phủ Ngài kéo con lên, tượng đã xuống mồ mà Ngài đã cứu sống. Mừng hát tôn vinh thánh danh Ngài, Ngài mãi xuống ơn hộ phù suốt đời cho hết mọi người trần thế. Ngài có nổi giận chỉ thoáng giây thôi, còn suốt cả đời Ngài thương yêu chăn sát. Lạy Chúa, xin thương lắng nghe lời và hãy cứu con. Xin đổi nỗi buồn khóc than trở thành niềm vui. Lạy Chúa, con thờ tình Chúa bao la, con mãi ca ngợi tình Ngài thương cứu giúp. Con xin tán dương Ngài vì đã
Bài chức trách khải huyền: Tôi là Gioan đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật, các vị kỳ lão, số họ đông hàng ngàn hàng vạn. Họ lớn lên tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thụ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúc tụng, chúc đứng ngự trên ngai và chúc con chiên được chúc tụng. Danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa Amen. Và 24 vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy đứng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông khác nói rằng: Chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy, các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: Này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: Thưa không. Chúa Giêsu bảo: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới, và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: Chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: Các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Very reverend bishops, Bishop Joseph and John,
Dear concelebrating fathers, dear religious sisters and brothers, beloved brothers and sisters in Christ. Kính thưa cha Đức cha Giuse, Đức cha Gioan, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý dì và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Today's liturgy is very rich, rich of spiritual meaning, especially the gospel. But what I like to comment, to share with you, is the last part of today's gospel about Saint Peter. Kinh lời Chúa trong phục vụ hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Tuy nhiên, tôi chỉ xin chia sẻ với quý ông bà, anh chị em phần cuối của bài tin mừng chúng ta vừa nghe. As you have heard, the gospel tells us about one of the apparition of Jesus after his resurrection, but not only. He gives us, Jesus himself gives us another miracle after resurrection, which is the miraculous fishing, similar to the case, to the fishing that happened when Jesus was on this earth during his mystery of teaching. Bài tin mừng cho chúng ta nghe về một cuộc hiện ra của Chúa Giêsu, một cuộc hiện ra sau khi Ngài đã sống lại, và cho chúng ta thấy việc Chúa cho các tông đồ bắt được một mẻ cá lạ. Tuy nhiên, đây không phải là điều duy nhất xảy ra trong tin mừng. Trước đây, khi Chúa Giêsu còn đang ở trần gian để thi hành cái sứ vụ rao giảng của Ngài, Ngài cũng đã cho các tông đồ thực hiện được việc bắt cá lạ như thế. In the Gospels, you can find description of two wonderful, extraordinary fishing. One before the resurrection of Christ and one after resurrection of Christ. Trong tin mừng chúng ta thấy hai lần diễn tả về việc các tông đồ bắt được mẻ cá lạ, một lần trước Chúa Giêsu phục sinh và một lần sau khi Ngài đã sống lại. They look very similar, but there is one big difference between these two accounts, these two stories reported to us by evangelists. Cả hai sự kiện có vẻ giống như nhau, nhưng mà thực sự có điểm khác biệt. Điểm khác biệt có ý nghĩa theo ý định của người viết phúc âm của các thánh sử. When first time Jesus was walking on the earth with and teaching, and he met Saint Peter, who was fisherman, he told him, "Just throw your net on the deep, and you will find fish." And really happened. And the gospel says the net was almost at the point of breaking, was almost destroyed by the quantity of fish they got. Lần thứ nhất khi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô hãy thả lưới xuống chỗ nước sâu, và các ông bắt được rất nhiều cá, và số lượng cá nhiều đến nỗi gần như làm rách lưới vì lượng cá thật nhiều. After the resurrection, today's gospel again, Jesus says the same to the Peter, to the apostles. Put your net on the right side and you will find many fish. And in fact happened, and the gospel says, although the net was full of big fish, was not broken. Hôm nay trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu cũng nói một điều gần như vậy với Phêrô, hãy thả lưới bên phải màn thuyền và ngươi sẽ bắt được rất nhiều cá. Phêrô đã làm theo và bắt được rất nhiều cá, nhưng mà mặc dù lượng cá thật nhiều nhưng lưới đã không bị rách. You know that fishing, getting, catching the fish symbolize the conversion of the people to Jesus Christ. Fish, many fish means many disciples, the church of Jesus Christ. And this church was yet not perfect before his resurrection. This is the reason the gospel says the net almost was broken. The church is full,
in strength after the resurrection of Jesus Christ. And although the church has many fish, many members, many disciples, the net is not broken out. It's still strong, still keep together in unity all the disciples of Jesus Christ. Đánh cá trong tin mừng thì được biểu tượng như là việc làm cho người ta trở lại tin theo Chúa Kitô. Hình ảnh của mẻ cá là gần làm cho lưới rách, giống như giáo hội trước khi Chúa Giêsu phục sinh là một giáo hội chưa hoàn hảo. Còn hình ảnh của mẻ cá là sau khi Chúa Giêsu phục sinh là hình ảnh của giáo hội đã được nên mạnh mẽ, nhiều cá bắt được, có nghĩa là có nhiều người trở lại, có nhiều môn đệ của Chúa Kitô. Mặc dù có đông người nhưng giáo hội vẫn là giáo hội có tràn đầy sức mạnh và tình liên đới giữa các môn đệ của Chúa Kitô, các thành viên của giáo hội mỗi ngày một vững mạnh hơn. Please note that this is excellent, good example used by the evangelist to describe the image of the church. In fact, we even today we can compare the church as a big net, and inside the net a lot of fish. All of us are inside, and although we are many millions, billions of Catholics in the or Christians in the world, the net is still entire. Means nobody gets lost. Each one is saved, redeemed by the grace of Jesus Christ, by His mercy. Đây là thí dụ tuyệt vời mà Thánh Sử đã dùng để diễn tả hình ảnh giáo hội. Giáo hội như chiếc lưới rất lớn, chứa được trong đó tất cả các thành viên của mình. Mặc dù số lượng rất là nhiều, hàng triệu, hàng tỷ Kitô hữu, nhưng chiếc lưới vẫn toàn vẹn. Mọi người đều ở trong lòng giáo hội và không ai bị lạc mất nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. But remember also who was the person, the apostles, who exhibited, who realized the order or the suggestion of Jesus Christ was Saint Peter. Saint Peter is the main personality in our gospel today. Và chúng ta cần lưu ý đó là người đã nhận ra được lệnh truyền của Chúa Giêsu, người đã thực hiện điều Chúa Giêsu truyền bảo, đó chính là Thánh Phêrô tông đồ, một nhân vật nổi bật trong bài tin mừng hôm nay. He was the first among apostles, the most important. And in fact, if we read the gospel today, I will repeat one part of the gospel. When they had finished breakfast, Jesus said to Saint Peter, not to anyone else, but personally to Saint Peter, the following words. Và Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong tin mừng hôm nay, và Ngài sẽ lặp lại cái lời đó bây giờ. Lời mà Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô mà thôi, không nói với ai khác, bởi vì Thánh Phêrô là người đầu tiên và quan trọng nhất trong số các tông đồ. So Jesus said to Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. A second time he asked to him, Simon, son of John, do you love me? He said to him again, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved, was sad, because he said to him the third time, do you love me? And he said to Jesus, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Chúa Giêsu nói với Phêrô, này anh Simon, con ông Jonah, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi,
Này anh Simon, con ông Jonah, anh có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi lần thứ ba, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Just a little more than 2 weeks ago, we celebrate the Holy Week, the Triduum, especially the Good Friday. And you remember the liturgy. We know that Jesus was delivered to the Romans by Jews, and Peter denied Jesus 3 times. Truly, Jesus said at that time, said to Peter, I say to you, this very night, before the cock crows twice, you will deny me 3 times. Chúng ta đã cử hành tuần thánh cách đây ít tuần, nhất là trong ngày thứ 6 tuần thánh, chúng ta thấy người Do Thái đã nộp Chúa Giêsu cho người Roma, và Phêrô đã chối thầy mình 3 lần như lời Chúa nói. Quả thật, thầy nói với con ngay đêm nay, trước khi gà gáy 2 lần, con sẽ chối thầy 3 lần. 3 lần chối thầy này luôn khiến Phêrô hối hận, ngày ngày thành khẩn xin Chúa tha thứ. Saint Peter committed the sin, very serious sin, 3 times, not only once. This triple denial was one that Peter always regretted. He sincerely asked the Lord for forgiveness, and in his immense mercy, divine mercy, Christ forgave him, asking Peter 3 times if he truly loved him. It is true, Peter was forgiven. However, for the rest of his life, Peter continued to bitterly weep for this triple sin. Every time a cock crowed, the memory of his sin made him weeping. Phêrô đã phạm trọng tội và ông đã xin Chúa thứ tha, và trong lòng thương xót của Chúa, Chúa Kitô đã tha cho Thánh Phêrô. Rồi Ngài còn hỏi Phêrô 3 lần rằng Ngài có yêu Chúa không. Thật sự Phêrô đã được tha thứ. Tuy nhiên trong suốt quãng đời còn lại của mình, Phêrô tiếp tục khóc than cho lầm lỗi 3 lần này của mình. Và mỗi lần nghe gà gáy, ký ức về tội lỗi đã khiến cho Phêrô luôn bật khóc. And this is the reason why today in the gospel Jesus asked Saint Peter 3 times, three times if he loved him. Why? Because he denied him 3 times before the resurrection. Đây chính là lý do tại sao mà ngày hôm nay trong bài tin mừng Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô đến 3 lần, 3 lần rằng Ngài có yêu mến Chúa không, để đối lại với 3 lần Phêrô đã chối Chúa. If Peter does wept for his sin, it is because his ministry as the vicar of Christ and head of the church rests upon the triple profession of love for Jesus. On the shore of the Sea of Tiberias, each time Peter told Jesus he loved him, and Jesus answered Peter by saying, feed my lambs, feed my sheep, means take care of my church. Nếu Phêrô đã khóc lóc vì tội của mình, thì vì sứ mạng làm đại diện của Chúa Kitô, làm đầu hội thánh, được đặt trên 3 lần công bố tình yêu mà Thánh Phêrô dành cho Chúa Giêsu trên bờ biển Tiberia. Mỗi lần Phêrô nói với Chúa Giêsu rằng Ngài yêu mến Chúa, Chúa Giêsu lại đáp lại Phêrô rằng con hãy chăm sóc chiên của thầy, chăm sóc chiên mẹ của thầy. Như vậy, Chúa xác quyết thẩm quyền của Thánh Phêrô. This example, beautiful description of human nature, because we are all
like Saint Peter. We are weak, easy to commit, we repeat the same sins, but what is important to remember is the unconditional mercy of God. God is merciful, God loves us, God is always ready to forgive us. But God asks us also three times or more if we love Him. Đây là diễn tả thật tuyệt vời của tin mừng về bản tính tự nhiên của con người. Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ dàng phạm tội, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài sẽ ban ơn tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài để xin lòng thương xót. Và hãy nhớ rằng Ngài cũng hỏi chúng ta như hỏi Thánh Phêrô là chúng ta có yêu mến Ngài không. There is no need to say, but just to remember that the Pope today, the Holy Father, and the present moment, Pope Francis, is one of the many successors of Saint Peter. He is the universal supreme Catholic spiritual leader of the Church. Cũng không cần phải nhắc lại, quý ông bà anh chị em đã rõ, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng hiện nay của Giáo hội chúng ta. Ngài là lãnh đạo tinh thần lớn nhất của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Please notice that Jesus didn't tell to all apostles, take care of my church, feed my sheep. No. He addressed his supreme command, his will, only personally to Saint Peter, to the Pope. Chúng ta cũng nhớ rằng Chúa đã truyền cái lệnh hãy chăm sóc chiên của Ngài, không phải là cho hết mọi người, nhưng mà cho Thánh Phêrô cũng với cái vị của Ngài là Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay. This is the reason we love popes, Pope Francis, before him Pope Benedict, John Paul II. Why? Not because they are nice person. They are also, but because of the office they conserve, they guard, is the office of Saint Peter, the first among the bishops. Chúng ta yêu mến Đức Giáo Hoàng Francisco, đấng kế vị các Đức Giáo Hoàng trước đây, đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta yêu mến Ngài không phải vì Ngài là một người tử tế mà thôi, bởi vì thực sự Ngài là một người tốt lành, nhưng mà chúng ta yêu mến Ngài vì chức vụ, vì thẩm quyền mà Ngài đã nhận được, đó là sứ mạng gìn giữ giáo hội của Chúa. Today, my brothers and sisters, in our times, Saint Peter is Pope Francis. Is him who takes care of the church, who loves us, who feeds us, who again and again put the net in the deep and catches a lot of fish, and the net is still entire and strong. Amen. Và ngày hôm nay Thánh Phêrô chính là Đức Giáo Hoàng, Ngài tiếp tục thực hiện lời của Chúa thả lưới xuống nơi sâu để bắt được mỗi ngày một nhiều cá hơn, và giáo hội luôn vững bền. Amen. Anh chị em thân mến, xưa Chúa Kitô phục sinh hiện diện trên bờ biển Galilee với các môn đệ. Hôm nay Đức Tổng Giám mục Marek Zajewski, đại diện Đức Thánh Cha Francisco, đang ở giữa cộng đoàn chúng ta. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Kitô phục sinh và Đức Thánh Cha Francisco là hiện thân của Ngài, luôn yêu thương, chăm sóc đoàn chiên Chúa là Hội Thánh, nhất là Hội Thánh tại Việt Nam. Vậy chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và tha thiết nguyện xin. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Xin cho các tín hữu Việt Nam, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn trung thành, yêu mến và vâng phục Đức Thánh Cha Francisco cùng các đấng thay mặt Ngài, để Hội Thánh luôn được bình an và phát triển không ngừng.
Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng: Chúng tôi cùng đi với ông. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong hội thánh hôm nay luôn sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng khắp thế gian theo gương Simon Phêrô và các tông đồ, để đem nhiều anh chị em về với Chúa và giáo hội của Người. Các con hãy lại ăn. Trong thế giới hôm nay còn nhiều người đói vì thiếu lương thực, và cũng còn nhiều người đói vì không biết Đức Kitô phục sinh. Xin cho anh chị em Caritas luôn biết mở rộng vòng tay đón mời những anh chị em khó khăn đó. Hãy lại ăn như Đức Kitô hôm nay dọn sẵn cá và bánh phục vụ các môn đệ trên bờ biển. Các tông đồ hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Kitô Giêsu. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta nhờ tham dự tiệc thánh mình máu Chúa và được liên kết trong tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha Phanxicô và Hội Thánh toàn cầu. Sẵn sàng đón nhận mọi thử thách gian nan để không ngừng thực thi bác ái Kitô giáo cho mọi người khổ đau. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa sống lại và hiện ra với các môn đệ đã làm vững mạnh lòng tin của các ông và giáo hội thuở sơ khai. Ngày nay Đức Thánh Cha và các đức giám mục luôn đi tới và hiện diện giữa đoàn chiên Chúa để củng cố lòng tin của chúng con và hướng dẫn chúng con sống và loan báo tình thương của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong một niềm tin cậy mến tiến dâng về Cha tất cả tâm lòng. Xin Cha chúc lành. Xin Cha chúc lành. Trên lễ vâng đoàn con. Xin Cha thương tình. Xin Cha thương nhân. Tất cả cuộc đời nguyện dâng Cha thánh, biết bao vui, biết bao nụ cười, biết bao công việc và bao toan tính. Những khi sầu tư, những khi Xin Cha thương nhân nhân lễ dâng bên con.
đoàn con dâng tiên sẽ nên thần lương dưỡng nuôi bao người, bánh lên thân mình, rượu nên máu thánh, giúp cho đoàn dân sống vui muôn đời. Xin Cha chúc lành, xin Cha chúc lành trên lễ vâng đoàn con. Xin Cha thương tình, xin Cha thương tình nhận lễ dâng vẹn Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón nhận các tín hữu, thì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa,
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Raclet Masenki, Đức Giám Mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Giám Mục Gioan phụ tá, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các đức giám mục, các linh mục, các hội viên Caritas và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hương thơm hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Về việc rước lễ, sẽ có các điểm rước lễ ở trong và phía ngoài nhà thờ. Chúng con kính xin quý cha cho công đoàn rước lễ theo sự dẫn lối của quý vị gia trưởng. Con như diều được gió đưa,
phút giây êm đềm Chúa Giêsu đến thăm hồn, nơi âm vui cao dâng cùng vang bài ca dâng hiến. Con dâng lên Chúa cuộc sống với xác hồn, những nỗi vui buồn và khó nguy trên đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Tổng, hai Đức Cha an tọa, mời Đức Tổng xuống ghế, cho chúng con dâng lời cảm ơn. Caritas bê lãng hoa lên đây. Trong kính Đức Tổng Mares Zelensky, từ sáng đến giờ Đức Tổng đã đến với chúng con trường Cao đẳng Hòa Bình, và bây giờ là anh chị em phục vụ công tác bác ái xã hội và chăm sóc bệnh nhân. Chúng con thật vui sướng có sự hiện diện của Đức Tổng ở giữa chúng con, dạy dỗ chúng con những điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô từ xa muốn nhắn gửi và trao phó cho chúng con. Chúng con xin ghi nhận tất cả những điều giáo huấn ấy và quyết tâm đem ra thực hành trong đời sống đạo và trong đời sống phục vụ những người đau khổ, nghèo đói và bệnh tật. Qua Đức Tổng, chúng con dựng lên, xin cho chúng con dựng lên Đức Thánh Cha Phanxicô lòng trung thành, yêu mến và tuyệt đối vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng thay mặt Đức Thánh Cha nơi giáo phận chúng con. Trong kính Đức Cha Giuse giám mục chính tòa, Đức Cha Gioan giám mục phụ tá tổng đại diện giáo phận, hai Đức Cha đã dành cho chúng con một tình thương rất đặc biệt. Hàng năm mấy lần lễ, các Đức Cha đều hiện diện với chúng con trong những buổi trưa nắng cũng như mưa gió này, và luôn luôn ở với chúng con từ đầu đến cuối. Nhân dịp này, giáo phận suy tôn lòng thương xót Chúa, Đức Cha Chánh mời Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh về cũng dành cho Caritas chúng con trọn một buổi sáng hôm nay. Những giây phút ở trường Hòa Bình, các con cái nhỏ của giáo phận và các giáo phận khác quây quần bên các Đức Cha, chúng con nhìn thấy cũng cảm xúc vì các em đang muốn bám vào Hội Thánh, đang bám vào những đấng đem lại ơn cứu độ cho nhân loại và cho các em đang lớn lên. Con xin cảm ơn Đức Cha Chánh, Đức Cha Phụ Tá. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha trong ban bác ái xã hội và quý cha, các cha đã dành thời giờ ngày Chúa Nhật đến hiệp dâng lễ cầu nguyện cho anh chị em Caritas và chăm sóc bệnh nhân chúng con. Đó là một nghĩa cử yêu thương gần gũi. Chúng con hết lòng cảm ơn quý cha và chúng con sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình để những chi thể đau yếu và khó khăn trong giáo phận không bao giờ bị lẻ loi cô đơn. Xin cảm ơn các cha.
Chúng con cảm ơn các gì, các sơ, các dòng, các tu hội, các cơ sở bác ái, xã hội, từ thiện, các gì đã hết lòng vì Chúa Kitô chăm sóc những mảnh đời đau khổ, khuyết tật, nghèo đói và luôn liên kết với văn phòng Caritas giáo phận để chúng ta cùng nhau làm tốt công tác mà các đức giám mục giáo phận vì yêu thương và tín nhiệm đã trao phó cho chúng ta. Hàng năm Caritas chúng ta lặn lội đi vào hang cùng mõ hẻm để nâng đỡ, chia sẻ, thăm viếng những anh chị em đau yếu bệnh tật. Chúng ta cúi xuống với những mảnh đời quá khổ đau, khuyết tật, câm điếc từ thuở nhỏ, chẳng thấy ánh sáng, chẳng nghe được tiếng nói và chẳng cảm xúc được những tình cảm mà người chung quanh dành cho. Nhưng các sơ là những người đã chuyển tải tất cả những cái tâm tình ấy đến với các em bằng những kỹ năng thật là quý báu. Xin Chúa chúc lành cho các sơ hôm nay đã đem các em đến đây để cùng với toàn thể Caritas giáo phận gặp gỡ đấng thay mặt Đức Thánh Cha. Chứ gì, sự hiện diện và lời giáo huấn của Đức Tổng Giám Mục và hai Đức Cha khích lệ tất cả anh chị em chúng ta hăng hái hơn nữa trong công việc phục vụ bác ái. Kính thưa anh chị em trong ban phục vụ Caritas và ban phục vụ chăm sóc bệnh nhân giáo phận và văn phòng Caritas các giáo hạt và tất cả anh chị em hội viên Caritas và gia đình chăm sóc bệnh nhân toàn giáo phận. Hôm nay anh chị em lại họp về đây để chúng ta gặp gỡ đứng đại diện Đức Thánh Cha và là gặp gỡ chính Đức Thánh Cha. Chúng ta mong ước có một ngày Đức Thánh Cha sẽ thăm Việt Nam, thăm giáo phận Xuân Lộc, chắc chắn chúng ta cũng sẽ lại được lòng thương của Đức Giám mục giáo phận mà được đón chào. Vậy hôm nay chúng ta đón đứng đại diện, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và từ nay quyết tâm yêu mến giáo hội hơn, yêu mến Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục của chúng ta hơn, thể hiện bằng sự cầu nguyện và tận tâm hơn nữa trong công tác bác ái đã được trao phó cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Kính thưa Đức Tổng, để thể hiện lòng yêu mến của chúng con dâng lên Đức Tổng những bông hoa tươi đẹp. Thank you very much. Beautiful flowers, beautiful orchids. I would like to take them with me to Singapore, but Singaporean law forbids to bring any plant into the country. So I have to offer it for Saint Joseph or Blessed Virgin Mary. Thank you very much for your kind speech. Thank you to all of you, the bishops, priests, deacons, altar service, beautiful choir that enriched our liturgy with songs. Thank you for coming and praying together. And first of all, thank you for the charitable job you do for poor and vulnerable sick people. Remember one old saying in the church, ubi Caritas Deus ibi est. God is there where the works of charity are done. So this should be our motto, our principle. If we express our love for others, if we pray together, God is among us. Amen. Chúa hiện diện ở đâu
The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Thanks.